Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý khán thính giả, như thường lệ, vào thứ tư hàng tuần, chúng ta có lớp cao đẳng Phật học gồm có 2 tiết học bắt đầu từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Nguyên Hạnh và Lệ Đạo xin được lần lượt chia sẻ nội dung của các tiết học tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc trong từ thứ tư tuần vừa qua và giới thiệu các bài học của hôm nay. Xin mời chị Lệ Đạo lượt nói vài nét chính của môn học Pháp Uẩn Túc Luận đã học tuần qua. Kính thưa quý khán thính giả, trong thứ tư tuần qua, Thầy Huyền Châu giảng tiếp phẩm Tạp Sự chương 2 về tiểu phiền não. Trước khi đi vào nội dung, thầy nói rằng 78 pháp phiền não giống như một dòng họ, là đại gia đình phiền não trong nội tâm của mỗi con người chúng ta. Vì tham không được nên sân phát khởi, do si tức vô minh mà có, cho nên chúng ta cần phải học Phật pháp để diệt trừ vô minh. Nếu một tâm trong 78 pháp được diệt thì 77 pháp bất thiện kia nhất định sẽ được đoạn trừ. Như Đức Phật dạy rằng, nếu ai vĩnh viễn đoạn được một trong những pháp này, Như Lai bảo đảm vị ấy đạt được quả bất hoàng. Kính thưa quý vị, tiếp theo đó, Thầy Huyền Châu giảng cho học viên hiểu rõ bản chất của các pháp tiểu phiền não. Những pháp này gồm có phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn và xiểm, vân vân. Nguyên Hạnh xin được đưa ra một số định nghĩa mà thầy đã giảng. Phẫn là bóng dáng của sân, có tính toán hay có ý muốn trả thù. Phẫn gồm có hai loại là phẫn thuộc về ái và phi ái. Hận là tánh quán thù của tâm, nó phát khởi từ sân mà sanh ra. Phú là che đậy với mục đích sợ người, sợ bị người khinh ghét. Còn não là tánh châm chích nhỏ nhen của tâm, nó có ý định não hại, làm người đấu tranh, cố chấp. Tật là tâm tật đố, ganh tị với người hơn mình hay có tính ghen ghét. Sang là tâm thường sang lẫn về tài hoặc pháp, có tánh bõng sẻn với người khác. Cuốn là lời nói dối gạt làm cho người khác tưởng thật. Sau cùng, xiểm là tánh bưng bít của tâm, tánh quanh co, không kham nhẫn. Đó là những pháp tiểu phiền não sẽ làm hại tâm ta bất an, đau khổ. Kính thưa quý vị, theo như lời Thầy Huyền Châu nói, nếu ai muốn thoát khỏi khổ đau thì phải diệt trừ các loại tâm bất thiện này. Không gì hơn là ngoài sự tu tập mới có thể nhận thấy được phiền não trong tự bản thân mình mà đoạn trừ. Thầy còn khuyên rằng chúng ta nên dành thời gian chiêm nghiệm quán chiếu trong tâm mình, quán chiếu về sự tai hại của nó để đoạn diệt, không cho chúng chi phối, thâm nhập vào nội tâm của mình, của chính mình. Khi gặp duyên chi phối thì ta nhận biết được mà rời bỏ nó. Cái biết như vậy là biết lãnh hội pháp, quán chiếu về pháp, y như lối sống của Phật lúc còn tại thế, đó mới thực sự đúng là đời sống của người tu. Cảm ơn Nguyên Hạnh. Lệ Đạo cảm thấy rằng chúng ta rất hạnh phúc khi được học Pháp Uẩn Túc Luận. Thầy nói đây là bộ luận bao gồm tất cả pháp căn bản của Đức Phật dạy và còn có luận giải làm cho sáng tỏ nghĩa lý. Và đây cũng chính là nền tảng giúp bất cứ ai đi trên con đường giác ngộ giải thoát cũng phải nên thông suốt điều này. Nếu chúng ta nắm vững giáo nghĩa trong bộ luận này thì chúng ta không nhầm lẫn, bị phiền não xâm chiếm. Mục đích của ta là giải thoát khổ đau, đó là lý do vì sao ta phải đi học Phật Pháp. Vâng, đúng vậy.
Kính thưa quý khán thính giả, thứ tư vừa qua với môn học Thừa Tông Yếu Luận, thầy Đồng Viên đã giảng về sự giáo hóa của Phật Pháp thí chứng với thế gian thì phải có thời gian và nơi chốn. Điển hình là một số quốc gia gần cuối chế độ phong kiến, dân tình biến loạn, đạo đức suy đồi nên cần có Phật Pháp để gây dựng lại. Hiện tại chúng ta đang ở Mỹ, lấy người Mỹ làm nơi chốn. Vậy người Mỹ có cần đến Phật Pháp không? Chỉ với ngũ giới thôi, nếu mọi người được học và thực hành thì thế giới sẽ hòa bình, hạnh phúc. Xem vậy đủ thấy mọi người rất cần đến Phật Pháp, kể cả người Mỹ. Kính thưa quý vị, muốn đem Phật Pháp đến với người dân bản xứ, ta phải tu sửa mình cho thật tốt để chuyển hóa dần người xung quanh từ trong gia đình rồi mới tới người ngoài. Có ba đặc điểm mà một nhân tâm hiện đại rất cần đến Phật Pháp. Một là để chấm dứt nguyên nhân đại loạn rất cần đến Phật Pháp. Con người vì chạy theo nhu cầu hưởng thụ vật chất mà làm hại nhau để mưu cầu lợi cho mình. Thí dụ như để đáp ứng cho việc thích ăn ngon, thức ăn phải đẹp mắt, người ta đua nhau nuôi trồng, chế tạo thức ăn có chất độc. Chất độc tích tụ mỗi ngày một ít, nhưng lâu dần thành bệnh hiểm nghèo. Hai là muốn xây dựng một nền văn hóa mới cho thế giới cần đến Phật Pháp. Ngày nay, các nền văn hóa dần dần nặng về tính cạnh tranh giữa con người. Các học thuyết tôn giáo thiên về thế giới vật chất hơn là tâm linh. Phật thị hiện nơi nào thì tùy thuận chúng sanh nơi đó mà hóa độ, giúp chúng sanh thoát mê khai ngộ, trực hỷ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Do đó, Ngài không trả lời những câu hỏi về vũ trụ quan hay đại loại như vậy. Không phải là Ngài không biết, chỉ vì nó không cần thiết cho việc tu tập giải thoát. Ba là để tâm người được thỏa mãn và an vui rất cần đến Phật Pháp. Từ hơn 2.600 năm nay trên đường truyền đạo, Phật giáo chưa hề gây chiến tranh, tàn hại hay làm đổ máu. Phật giáo được xây dựng trên nền tảng từ bi và trí tuệ. Việc truyền trao giáo pháp phải khế lý, khế cơ và khế thời. Như vậy mọi người mới an vui. Ngoài ra, thầy Đồng Viên đã cho đề bài kiểm tra của chương 3 và học viên về nhà làm. Đề bài thi là học viên hãy luận sự ứng hóa của Phật Pháp là nhu yếu với nhân tâm hiện đại như thế nào. Nguyên hạnh cầu mong tất cả các học viên chúng ta đều làm bài thật tốt để chúng ta nộp bài vào lần học tới. Chị Lệ Đạo có thể cho biết hôm nay lớp cao đẳng của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc có các môn học nào? Kính thưa quý khán thính giả, vào thứ Tư hôm nay, ngày 25 tháng 12, lớp cao đẳng của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ học tiếp môn kinh Tăng Nhất A Hàm do sư Minh Khánh hướng dẫn. Trong bài học hôm nay, thầy sẽ giảng kinh số 5 và số 6 trong phẩm khuyến thỉnh. Bài kinh số 5 Đức Phật dạy về hai pháp khiến người không có trí tuệ và hai pháp khiến người thành trí tuệ lớn. Bài kinh số 6 Phật dạy về hai pháp khiến người bần tiện và đồng thời có hai pháp khiến người phú quý. Mong quý vị sắp xếp thời gian để tới Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc nghe sư Minh Khánh giảng dạy. Kính thưa quý khán thính giả, tối nay theo chương trình học, chúng ta sẽ được học tiếp kinh Pháp Hoa Yếu Lược do Ni sư Tịnh Quang hướng dẫn. Ni sư sẽ giảng phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. Phẩm kinh này thuật lại việc vua Diệu Trang Nghiêm và phu nhân Tịnh Đức được hai người con là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn thuyết phục bỏ ngoại đạo để quy y Phật đạo. Đây là một bản kinh rất nhiều ý nghĩa, nhắc chúng ta việc trả hiếu với các đấng sinh thành sao cho hợp với chánh pháp. Kính thưa quý khán thính giả, trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc vào thứ Tư này, lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Quý vị có thể đến học ở Viện Phật học tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, hoặc xem bài giảng trực tiếp tại Facebook Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Trân trọng kính chào quý khán thính giả.
và kính chúc quý khán thính giả một ngày đêm an lạc.